Việt Nam, quốc gia nằm bên bờ Thái Bình Dương, nền kinh tế mới nổi đang vươn mình hòa điệu cùng dòng chảy cuồn cuộn của nền kinh tế thế giới. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống sôi động và tụ hội văn hóa Việt Nam, trung tâm kinh tế hàng đầu của miền Nam và cả nước, trung tâm đào tạo đại học và giáo dục chuyên nghiệp quan trọng của Việt Nam. Trong đó, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh là trường có bề dày lịch sử và có vị thế hàng đầu trong lĩnh vực khoa học kinh tế và quản trị kinh doanh. Trường đã xác định sứ mạng cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng cao về khoa học, kinh tế, quản trị kinh doanh bằng tiếng Việt, Anh và tiếng Pháp, chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn kinh doanh khu vực doanh nghiệp và các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh thành lập năm 1976, đào tạo 7 ngành học: kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán, hệ thống thông tin kinh tế chính trị học và luật học tại 6 cơ sở trên địa bàn thành phố. Với nhiều hình thức đào tạo như chính quy, văn bằng 2, liên thông đại học, vừa làm vừa học và các bậc đào tạo, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, thường xuyên có trên 50.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh đang học tập tại trường. Trường hiện có mối quan hệ hợp tác với hơn 50 trường đại học, học viện và tổ chức quốc tế đến từ các quốc gia có nền kinh tế và giáo dục phát triển như Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Hà Lan, Hàn Quốc, New Zealand. Không dừng lại ở những thành quả hiện tại, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh luôn đặt ra những mục tiêu cao để phấn đấu, trở thành trường đại học có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn khoa học, kinh tế, quản trị kinh doanh ở Việt Nam và khu vực. Xây dựng đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao về học thuật, có năng lực nghiên cứu khoa học để đạt chuẩn quốc tế và công bố công trình nghiên cứu trên tạp chí quốc tế. Liên tục phát triển các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội và đạt chuẩn hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh hợp tác giảng dạy và nghiên cứu với các trường có uy tín ở nước ngoài. Xây dựng tinh thần đại học cho sinh viên theo hướng tự đào tạo, năng động và vì cộng đồng. Sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh nhận được sự hỗ trợ tối đa từ đội ngũ giảng viên có trình độ cao, có uy tín khoa học. Với 7 giáo sư, 38 phó giáo sư, 148 tiến sĩ, 296 thạc sĩ được đào tạo trong và ngoài nước, có kiến thức chuyên môn đạt chuẩn cao, giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, đã mang đến cho sinh viên môi trường học tập lý tưởng. Quá trình đào tạo của trường luôn có sự kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp và xã hội, đặc biệt là đảm bảo tính liên thông với các trường trong khu vực và thế giới. Cơ sở vật chất được đầu tư với các thiết bị công nghệ thông tin hiện đại, Wi-Fi trong khuôn viên trường cùng thư viện hiện đại phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập của sinh viên. Nhắc đến sinh hoạt ngoại khóa, cuộc thi Dynamic sinh viên nhà doanh nghiệp tương lai giờ đây đã trở thành một thương hiệu của Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sân chơi học thuật thiết thực và bổ ích cho sinh viên trong cả nước. Cuộc thi đã giới thiệu được những sinh viên năng động, tự tin và có tiềm năng để trở thành những doanh nhân tương lai. Bên cạnh các hoạt động khuyến khích sinh viên không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, đoàn thanh niên và hội sinh viên thường tổ chức các hoạt động phong trào như hoạt động của các câu lạc bộ đội nhóm, chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, các chương trình vì cộng đồng đã giúp các cán bộ giảng viên trẻ và sinh viên có cơ hội rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao lý luận chính trị, tư tưởng, trang bị kỹ năng sống để tự tin hội nhập vào môi trường làm việc thực tiễn khi ra trường. Đời sống sinh viên, đặc biệt những sinh viên xa nhà, luôn được trường chú trọng. Ký túc xá rộng rãi, thoáng mát, tạo sự thoải mái trong sinh hoạt. Sân chơi thể thao, phòng sinh hoạt chung là nơi giao lưu học tập, đáp ứng đúng nhu cầu của người học và xã hội. Khuyến khích sức sáng tạo trong môi trường giảng dạy và học tập. Không ngừng xây dựng đội ngũ giảng viên. Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể tự hào và phát huy truyền thống
trở thành đại học uy tín hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.